Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục làm đề kiểm tra cuối kỳ nào. Trích ở trong cuốn đề kiểm tra toán 3 học kỳ 1 theo chương trình sách Kết Nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Mời các em chúng ta cùng đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 6. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép nhân 115 nhân 6 là bao nhiêu? Bây giờ thầy cho mình đặt tính nhá. 115 nhân 6. Sáu nhân 5 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 6 nhân 1 bằng 6 thêm 3 bằng 9 viết 9. 6 nhân 1 bằng 6 viết 6. Như vậy 115 nhân 6 ta được kết quả bằng 690. Thầy cho mình chọn đáp án B. Câu trắc nghiệm 2. Số dư của phép chia 654 chia 4 là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta lại đặt tính chia đúng không? 654 chia 4 nào. Sáu chia 4 thì được 1 viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 6 trừ 4 còn 2. Hạ số 5 xuống ta được số 25. 25 mà chia cho 4 thì ta được 6. 6 nhân 4 bằng 24. 25 trừ 24 thì còn 1. Hạ 4 xuống ta được số 14. Bây giờ ta sẽ lấy số 14 mình chia cho 4 thì được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 14 trừ 12 thì còn 2. Đấy, như vậy sau khi hạ tất cả các số xuống mình chia xong thì còn dư 2 đúng không các em? Đấy, còn dư 2. Như vậy thì ở đây thầy cho mình sẽ chọn đó là số dư ở đây là 2. Chúng ta lưu ý cho thầy nhé. Ở trong cái bài này đó là số dư của phép chia 654 chia 4 thì chúng ta thấy là số chia là 4, cho nên là số dư chắc chắn phải nhỏ hơn 4. Đúng không các em? Ở đây nếu mà các bạn mà chúng ta chọn đáp án D là sai hoàn toàn, sai ngay từ đầu. Các em nhớ nhé. Số dư thì sẽ luôn nhỏ hơn số chia, các em nhớ chưa? Rồi. Chúng ta đến với câu trắc nghiệm 3. Hiệu là 125, số trừ là 545, số bị trừ là bao nhiêu? Kiến thức liên quan đến phép tính trừ đúng không các em? Thì trong phép trừ ta có như sau. Số bị trừ trừ đi số trừ thì ta sẽ được kết quả gọi là hiệu. Và để tính số bị trừ thì ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy thì ở đây số bị trừ của chúng ta sẽ bằng là hiệu là 125 cộng với số trừ là 545, đúng không? Thì sẽ ra được là số bị trừ. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đi đặt tính thôi các em. Đặt tính cộng đúng không? 125 cộng 545. Năm cộng 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. Nhớ 1 và 2 được 3. 3 cộng 4 là 7 viết 7. 1 cộng 5 bằng 6 viết 6. Như vậy ta sẽ được số bị trừ đây nó sẽ bằng 670. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án A nhé. Câu 3 đáp án A. Tiếp đến câu 4. Hình vuông có cạnh 180 mm như hình vẽ bên. Đây hình vẽ này các em này. Đó. Bán kính của hình tròn là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy rằng là trên cái hình tròn này này thì cái độ dài đường kính, các em để ý kỹ nhé. Cái độ dài đường kính. Đường kính là gì? Là cái đường thẳng đi qua tâm đúng không? Đi qua tâm và đi qua hai điểm trên đường tròn. Đó, nếu các em để ý kỹ thì cái đường kính sẽ là chính là độ dài cạnh của cái hình vuông đó, đúng không? Đó, em để ý kỹ chưa? Chú ý nhé. Trong cái hình vẽ này thì đường kính của cái hình tròn này nó sẽ chính bằng độ dài cạnh của hình vuông. Chúng ta đã biết rằng cạnh của hình vuông này là 180 mm, tức là đường kính của cái hình tròn này cũng là 180 mm. Để tính ra bán kính, ta sẽ lấy đường kính chúng ta chia 2 đúng không các em? Đó, các em có thể đặt tính ra hoặc các em có thể nhẩm được. 180 chia 2 nó sẽ bằng 90. Rồi, tức là 180 mm. Thì em chia 2 thì em sẽ được kết quả là 90 mm. Chúng ta chọn đáp án A. Câu trắc nghiệm 5. Vườn nhà Mai có 16 cây cam, số cây bưởi gấp 4 lần số cây cam. Vậy vườn nhà Mai có tất cả số cây cam và cây bưởi là? Trong bài này thì chúng mình cần hai bước tính. Bước 1 đó là các em phải tính số cây bưởi. Đó, tính số cây bưởi, sau đó bước 2 đó là mình tính tổng số cây, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ sơ đồ cái bài toán này nhá, câu số 5 này. Số cây cam đã biết rồi thì bây giờ mình sẽ biểu diễn cái đoạn thẳng của cây cam trước. Cây bưởi gấp 4 lần cây cam, như vậy thì thầy sẽ vẽ cây cam là một đoạn, và một đoạn này thầy sẽ cho nó dài khoảng 1 cm. Đây là cây cam. Và ứng với 16 cây. Tiếp theo là số cây bưởi. Chúng ta dùng thước ta gióng thẳng xuống. Số cây bưởi gấp 4 lần số cây cam, tức là số cây bưởi sẽ là 4 đoạn như thế này. Là mỗi đoạn là 1 cm, một đoạn. Đoạn thứ 2, đoạn thứ 3 và đoạn thứ 4. Đây. Số cây bưởi chúng mình cũng chưa biết. Và theo như đề bài đang hỏi chúng mình là tổng số cây là bao nhiêu cây, đúng không các em? Vậy thì đúng là bước 1 là mình phải tính số cây bưởi chưa nào? Bước 2 mình sẽ lấy số cây cam cộng với số cây bưởi thì mình sẽ được tổng số cây, đúng chưa các em? Bây giờ chúng mình sẽ đi tính luôn nhá. Số cây bưởi sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 16 các em nhân với 4 lần lên, đúng chưa các em? Đấy, 16 x 4 các em đặt tính ra. 16 x 4 đặt tính nhá. 16 x 4. Bốn nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6. Như vậy 16 x 4 là 64. Số cây bưởi là 64 cây này, không chưa các em? Rồi. Đây là số cây bưởi. Thế để tính tổng số cây thì mình sẽ lấy số cây cam là 16 cộng với số cây bưởi là 64 cây, đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta có thể cộng nhầm luôn, kết quả sẽ bằng 80 cây. Đó. Đây là một ý tưởng. Đây là một ý tưởng để chúng mình tính tổng số cây theo hai bước, đúng không? Thế ngoài ra chúng ta còn một cách khác rất là nhanh luôn. Cách số 2 thì các bạn phải thật phải chắc kiến thức thì chúng ta mới làm được cái cách số 2 này. Chúng ta thấy rằng là số cây cam là 1 phần, số cây bưởi là 4 phần như vậy, đúng không? Như vậy tất cả có mấy phần nhỉ? Tất cả có 5 phần, đúng không? 1 này cộng với 4 phần dưới này là tất cả 5 phần. 5 phần này thì 5 phần đều bằng nhau, đúng không? Vậy thì mỗi phần là 16 cây, 5 phần như vậy. Tức là toàn bộ tổng số cây là 5 phần. Ta lấy 16 x 5 em đặt tính ra, nó cũng sẽ vẫn bằng là 80 cây. Em hiểu chưa? Đó, chúng ta sẽ có hai cách. Tuy nhiên theo thầy thì chúng ta sẽ nên làm theo cái cách 1 này. Chúng ta tính từng bước ra các em nhé. Vậy thì câu này chúng ta chọn cho thầy là đáp án C. Thầy cho chúng ta cùng đến với câu trắc nghiệm 6 nào các em. Đề bài như sau. Cô Hoa mang 125 kg dưa hấu ra chợ bán. Sau khi bán, khối lượng dưa hấu đã giảm đi 5 lần so với lúc ban đầu. Hỏi, cô Hoa đã bán được bao nhiêu kg dưa hấu? Cái câu này các em phải đặc biệt lưu ý, các em phải hiểu được các thông tin đề bài cho. Đó là lúc đầu thì mình có bao nhiêu kg dưa hấu nhỉ? Lúc đầu cô Hoa mang ra chợ bán 125 kg, đúng không? Đây là lúc đầu. Đấy. Và sau khi bán tức là lúc còn lại đấy. Đấy, các em phải hiểu được này. Các em phải hiểu rằng là sau khi bán thì chính là cái lượng còn lại. Các em nhé, sau khi bán thì còn lại bao nhiêu? Thì cái lượng còn lại, cái khối lượng nó đã giảm đi 5 lần so với lúc ban đầu, đúng không? Nó đã giảm đi 5 lần. Đã giảm 5 lần so với lúc ban đầu. Như vậy để tính được lượng còn lại thì mình sẽ lấy là 125 chia 5 thì sẽ ra lượng còn lại. Các em đã hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ đi đặt tính nhá. 125/5. Một không chia được 5, ta lấy 12/5 thì được 2. 2 x 5 bằng 10. 12 trừ đi 10 thì còn 2. Hạ 5 xuống ta được số 25. 25/5 thì được 5. 5 x 5 bằng 25. 25 trừ 25 thì còn 0. Như vậy thì sau khi chúng ta đặt tính chia 125/5 ta sẽ được kết quả là bằng 25. Đây chính là lượng dưa hấu còn lại các em nhé. Đây là 25 kg là lượng còn lại. Đó. Thế vậy thì đã bán là bao nhiêu nhỉ? Đã bán thì ta sẽ lấy lúc đầu là 125 em trừ đi lượng còn lại, đúng chưa? Đó, thì sẽ bằng là 100 kg. Đó, cái câu này các em phải để ý kỹ nhá. Nhớ cho thầy là sau khi bán thì cái lượng sau khi bán ấy thì nó gọi là lượng còn lại các em nhé. Đó. Thế còn để tính được lượng đã bán thì ta sẽ lấy gì? Tính lượng đã bán. Lượng đã bán này. Thì ta sẽ lấy lượng ban đầu. Trừ đi lượng còn lại. Đấy, ở trong bài này thì mình đã biết là lượng ban đầu là 125 kg. Lượng đã bán mình đã tính được rồi, nó còn lại là 25. Lượng còn lại mình đã tính được rồi, nó còn là 25 kg. Vậy lượng đã bán sẽ bằng là các em tính như thế này. 125 trừ 25 bằng 100 các em nhé. Chúng ta chọn cho thầy đáp án D. Như vậy chúng ta đã làm xong phần trắc nghiệm của đề kiểm tra cuối kỳ số 6 rồi các em ạ. Chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận nào. Bài 1 đặt tính rồi tính. Chương tính thứ nhất 312 x 3. Ba nhân 2 bằng 6 viết 6, 3 nhân 1 bằng 3 viết 3, 3 nhân 3 bằng 9 viết 9. Như vậy 312 x 3 ta được kết quả bằng 936. Phép tính thứ hai 141 x 5. Năm nhân 1 bằng 5. 5 nhân 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5 thêm 2 bằng 7 viết 7. Như vậy 141 x 5 ta được kết quả bằng 705. Phép tính tiếp theo là phép tính chia. 464 chia 4. Bốn chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4. 4 trừ 4 thì còn 0. Hạ 6 xuống ta được số 6 này. 6 chia 4 được 1 viết 1. 1 x 4 bằng 4. 6 trừ 4 còn 2. Hạ 4 xuống ta được số 24. Ta lấy 24 chia 4 thì còn 6. 6 x 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết rồi đúng không các em? Vậy ta có là 464 chia 4, ta được kết quả bằng 116. Phép tính cuối cùng là phép tính chia. 746 chia 6. Bảy chia 6 được 1 viết 1. 1 x 6 bằng 6. 7 trừ 6 thì còn 1. Ta hạ 4 xuống ta được số 14. 14 chia 6 thì được 2 viết 2. 2 x 6 bằng 12. 14 trừ 12 thì còn 2 này. hạ 6 xuống. Ta được số 26. 26 chia 6 thì được 4. 4 x 6 bằng 24. 26 trừ 24 thì còn 2. Như vậy đây là phép chia có dư đúng không? Phép chia có dư. 746 chia 6 ta được kết quả thương bằng 124 và dư 2 các em nhé. Chúng ta đã xong bài tự luận 1 rồi. Chúng ta cùng với thầy đến với bài tự luận số 2, đó là số hỏi chấm. Ở trong những cái đề bài này là chúng ta sẽ phải đi tìm thành phần chưa biết ở trong phép tính đúng không? Thành phần chưa biết trong phép tính chia, nhân, trừ, cộng này. Với phép tính chia thì chúng ta sẽ có được là số bị chia, thầy viết tắt nhé. Chia cho số chia thì sẽ bằng thương. Được chưa các em? Ở đây chúng ta đang cần tìm số chia chưa biết. Muốn tìm số chia thì ta sẽ lấy số bị chia. Chúng ta chia cho thương. Như vậy ở trong cái ý này thì mình sẽ cần tìm số chia sẽ bằng là 96. Kém chia 6 thì sẽ bằng bao nhiêu? Chúng mình đặt tính nhé. 96 chia 6. Chín chia 6 được 1, viết 1, 1 x 6 bằng 6, 9 trừ 6 bằng 3, hạ 6 xuống, ta được số 36. 36 chia 6 được 6, 6 x 6 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0. Như vậy sau khi chia xong thì mình sẽ được kết quả bằng 16. Vậy thì cái số cần điền ở đây chính là số 16 các em nhé. Đấy, các bạn có thể cẩn thận chúng ta thử lại đúng không? Thử lại bằng cách là như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 16 thì xem có phải đúng bằng 96 không? Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đến với thành phần là phép tính nhân. Trong phép tính nhân thì thừa số chưa biết sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ cần hiểu là thừa số chưa biết này. Nó sẽ bằng tích này, chia cho thừa số đã biết. Đó. Tích ở đây bằng 350, chúng ta chia thừa số đã biết là chia 5. Chúng mình lại đi đặt tính nhá. 350 chúng ta chia 5. Ba không chia được chỗ 5 thì mình lấy 35 chia 5 thì được 7. 7 x 5 bằng 35. 35 trừ 35 thì được 0 này. Hạ 0 xuống, ta lấy 0 chia 5 thì bằng 0. 0 x 5 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy 350 mình chia 5 thì mình sẽ được thương bằng 70 em nhé. Đó, được thương 70. Vậy thì thừa số chúng ta cần điền ở đây nó sẽ chính là số 70. Đấy, các em có thể thử lại. Ta đặt tính 70 x 5 có phải là ra kết quả là 350 không nhé? Tiếp đến nữa là thành phần chưa biết ở trong phép trừ. Thì phép trừ ta có số bị trừ này. Trừ đi số trừ ta sẽ được kết quả gọi là hiệu. Ở trong bài này thì chúng ta đang cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Đó, thầy viết tắt nhá các em nhá. Đây là số bị trừ này, trừ đi số trừ được hiệu này. Số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng số trừ này. Hiệu là 652 cộng với 219. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính nào. 652 cộng 219. Hai cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. Nhớ 1 vào 5 được 6. 6 cộng 1 bằng 7 viết 7. 6 cộng 2 bằng 8 viết 8. Như vậy cộng xong ta được kết quả bằng 871. Vậy ta sẽ điền cái số cần điền ở đây đó là 871. Các em có thể thử lại bằng cách lấy 871 trừ 219 có phải bằng 652 không nhé? Tiếp theo là phép tính cuối cùng. Đây là trong phép cộng thì cái thành phần chưa biết nó sẽ chính là số hạng chưa biết đấy. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết các em nhé. Tổng ở đây là bằng 407 trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ đi 357. Bây giờ mình sẽ lại đi đặt tính ra. 407 trừ 357. 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. 0 không trừ được 5, ta lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 4 trừ đi 1 thì còn 3, 3 trừ 3 bằng 0. Như vậy, 407 trừ 357 ta được kết quả bằng 50. Tức là số cần điền ở đây chính là số 50. Các bạn hiểu chưa? Vậy là thầy trò chúng ta đã xong bài tự luận 2 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 3, tính giá trị của biểu thức. Ở đây nó liên quan đến phần thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính. Em nhớ rằng là phép tính mà biểu thức mà có dấu ngoặc thì mình phải làm phép tính trong ngoặc trước. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ đi làm gọn lại, nó sẽ bằng làm trong ngoặc trước nhé. 16 cộng với 24 thì ta sẽ được kết quả bằng bao nhiêu? 16 cộng 24. Dễ rồi đúng không em? 16 cộng 24. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 được 2, 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy trong ngoặc ta sẽ được 40, sau đó nhân với 4. Đấy, đến bây giờ các em có thể nhân nhẩm rồi. 4 x 4 bằng 16. Sau đó mình thêm một chữ số 0 bên phải, đúng không? 160. Hoặc là các em có thể đặt tính ra các em nhé. Tiếp theo, biểu thức này cũng có dấu ngoặc thì mình phải làm trong ngoặc trước, thì mình sẽ bằng là 270, mình sẽ chia cho kết quả trong ngoặc 9 chia 3 thì bằng 3. 270 chia 3 thì em đặt tính ra, hoặc em nhẩm được nó sẽ bằng 90. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 3 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 4, ý A. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG. Chúng ta nhìn bên hình vẽ này nhá. Em nhìn kỹ này. Độ dài đường gấp khúc này. A, B này, C này, D này, E này, G. Tức là mình phải tính tất cả mấy đoạn các em nhỉ? Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn này cộng lại, đúng không? Thì mỗi đoạn đều là 40, đúng không? Mỗi đoạn đều độ dài bằng nhau là 40. Như vậy phép tính chúng ta có thể lấy là 40. Chúng ta nhân với mấy lần các em nhỉ? 40 chúng ta sẽ nhân với lại 5 đoạn như vậy, tức là chúng ta sẽ nhân với 5 lần lên. Kết quả ta sẽ được là 200. Đơn vị là mm. Đáp số là 200 mm. Các bạn hiểu chưa? Tiếp đến là ý B. Ý B đề bài hỏi chúng ta đó là đường gấp khúc ABCDEG dài bao nhiêu dm. Ở đây chúng mình dùng kiến thức đổi thôi các em, đổi đơn vị đo thôi. Thì ở ý A thì thầy trò chúng ta đã tính được là cái độ dài đó là 200 mm, đúng không? Độ dài đường gấp khúc ABCDEG này 200 mm. Khi mà đổi ra dm thì chúng ta nhớ cho thầy như sau. Đó là 1 dm sẽ bằng 100 mm. Các em có đồng ý không? Hay là chúng ta có thể viết ngược lại là 100 mm sẽ bằng 1 dm, đúng không các em? Vậy thì 200 mm sẽ bằng 2 dm. Chúng ta sẽ điền vào đây cho thầy là 2 dm nhá. Điền số 2. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 4 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 5. Hãy khoanh tròn vào 1/4 số quả có trong mỗi hình. Chúng ta xem hình bên trái nhé, đó là các quả màu da cam, nó quả màu cam, quả cam đúng không các em? Rồi, quả cam. Để tính được 1/4 số quả thì ta sẽ lấy tổng số quả mình chia cho 4 các em nhá. Tổng số quả là bao nhiêu quả đây? Nào, chúng ta xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy là cách mà thầy đếm. Các em có thể làm khác thầy. Chúng ta thấy là mỗi hàng có 4 quả, có 3 hàng như vậy thì sẽ là 4 nhân với 3 lần lên thì sẽ bằng 12, đúng không? Hoặc các em lại làm một cách khác nữa, đó là mỗi cột này có 3 quả, có 4 cột như vậy thì sẽ là 3 nhân 4 thì cũng là bằng 12 quả, đúng chưa các em? Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng có tất cả là 12 quả. Có tất cả là 12 quả này. Vậy thì 1/4 số quả thì phép tính sẽ là 12 chúng ta chia cho 4, đúng không? 12 chia 4 sẽ được 3 quả. Vậy là thầy trò chúng mình sẽ khoanh được 3 quả các em nhé. Đó, chúng ta sẽ khoanh 3 quả. Bây giờ thầy sẽ đi lấy bút chì thầy khoanh nhá. Bút chì thầy có 3 quả này. Đi xem nào các em. Rồi, xong. Tiếp đến đó là chúng ta sẽ tính xem là cái quả màu xanh này, quả ổi đây này. Mình sẽ đếm xem nào. Nào, đếm nhanh nhá. Mỗi hàng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả. Mỗi hàng có 6 quả các bạn. Mỗi hàng có 6 quả này. Có mấy hàng như vậy này? 1, 2, 3, 4. Tức là ở đây sẽ có được là 24 quả. Đúng chưa? Thế vậy thì để tính xem là 1/4 sẽ là bao nhiêu quả thì ta sẽ lấy tất cả là 24 quả các em chia làm 4 phần đúng không? 24 chia 4 sẽ được 6. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào 6 quả. Đúng chưa các em? Khoanh vào 6 quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây. Đây là 1/4 số quả. Em hiểu chưa? Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 5 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 6. Đề bài như sau. Chị Hà có đặt mua của cửa hàng 15 chiếc bánh trung thu. Vì nhầm lẫn nên cửa hàng đã giao cho chị số bánh gấp 3 lần số bánh chị đặt mua. Hỏi cửa hàng đã giao thừa cho chị Hà bao nhiêu chiếc bánh trung thu? Trong bài này thì chúng ta sẽ phải dùng hai bước. Bước 1, đó là mình phải tính xem là cửa hàng đã giao đến cho chị Hà bao nhiêu chiếc bánh, đúng không? Tính xem cửa hàng này đã giao đến cho chị Hà bao nhiêu chiếc bánh. Ở đây chúng ta thấy rằng là số bánh được giao đến ấy, số bánh được giao đến thì gấp 3 lần số bánh chị đặt mua. Chị đặt mua là 15 chiếc thôi đúng không? Vậy thì gấp 3 lần lên thì tức là ta lấy 15 nhân 3, các em đặt tính ra sẽ bằng 45 chiếc. Đấy, cửa hàng giao đến tận 45 chiếc bánh. Trong khi chị Hà chỉ có đặt 15 chiếc thôi, cho nên là chúng ta sẽ bước 2 đó là tính số bánh đã giao thừa, đúng không em? Tính số bánh cửa hàng đã giao thừa. Thì ta sẽ lấy là số bánh cửa hàng đã giao đến là 45 trừ đi số bánh mà chị Hà đặt mua là chỉ có 15 chiếc thôi. Như vậy sẽ thừa là 30 chiếc. Các em đã hiểu chưa? Đã hiểu ý tưởng để làm chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày các em nhé. Số bánh trung thu cửa hàng đã giao cho chị Hà là chúng ta sẽ có phép tính là chị Hà đặt mua có 15 chiếc thôi, nhưng mà cửa hàng đã giao đến cho chị gấp 3 lần. Thì em sẽ lấy 15 nhân 3 lần lên thì sẽ bằng 45 đơn vị là chiếc. Sau đó để tính số bánh thừa, mình sẽ trình bày lời văn như sau. Số bánh trung thu cửa hàng đã giao thừa cho chị Hà là Chúng ta sẽ lấy phép tính đây là tất cả là cửa hàng đã giao đến 45 chiếc này. Trong cái đó chị Hà chỉ có đặt là 15 chiếc thôi. Thì số bánh thừa sẽ là 45 trừ 15. Thế còn lại là 30 chiếc là thừa. Đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ ghi đáp số nhé. Đó là 30 chiếc bánh trung thu. Như vậy vừa rồi các em đã cùng với thầy Tài làm xong các câu trắc nghiệm và bài tập tự luận có trong đề kiểm tra cuối kỳ số 6 rồi. Thầy Tài chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong các video đề cuối kỳ tiếp theo các em nhé.